Đây, cho các bạn coi. Sướng không? Ok luôn. Thèm chua thì lên hái cốc. Này. Ủa em cái khế có mấy trái vậy em? Hái được 3 trái khế nè. Đó. Sướng không? Đó, giờ hái nè. Đây. Xong. Vô. Đây. Đó. Sướng ghê không? Khới cái cốc là đầy đủ. Đây. Ở trên này còn non. Đây. Cái này vàng. Cái này ăn được rồi nè. Nhỏ. Đấy rồi. Coi còn không? Cái này bự chưa ta? Đây. 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 Cốc. Đó. Đây dưới đây quá chừng luôn. Mấy này còn xanh. Ôi khế này như tổ ong đâu mất tiêu em. Bay hả? Còn là cái ổi có không vậy? Ổi ăn hết hả? Khế. Còn trái ổi. À còn trái ổi. Bự rồi. Đây. Đủ rồi. Ổi. Đây. Khế rồi ổi rồi cốc rồi. Đủ thứ á. Xong xuôi rồi. Đây. Một bị. Cốc ở dưới nè. Đó. Đúng chưa? Quá chừng. Đủ mang xuống cho con gái ăn rồi. Cốc nè. Cốc. Đó. Đây. Thèm là cốc ổi xài là có đầy đủ hết. Kiếm. Đâu. Còn cái nào nữa không? Xuống cho con gái nó ăn. Ổi còn con trái cuối cùng à. Bả trên đây bả ăn hết trơn rồi. Cốc nè. Đó. Đây nè con. Sài Gòn trồng nho cũng được nha các bạn. Đây, vườn nho của mình giờ ra bắt đầu ra trái nè. Đó. Sài Gòn bắt đầu trồng nho nha. Đó. Không biết nho ngọt hay là chua đây. Đây. Đây là vườn rau của mình nha. Đây. Đây là quá trời. Ở đây cũng có nữa mà. Đây nó nằm 3 4 chùm trên nóc nhà nữa. Anh để trên to nó bò lên cũng 2 chùm trên nóc nhà. Đây. Để nó lớn cái em thòng nó xuống. Đây là vườn nho nha. Trời bông quá chừng luôn. Bông nhiều lắm, bữa mưa nó rụng bớt á. Đây trái quá chừng luôn. Nho thì hả trồng tháng nắng là ok nhất. Nó chịu nắng. Anh tưởng là nóng gà trái chứ nhờ gà nhiều dữ chứ trời. Này khoảng tuần lễ ăn được chưa ta? Tháng mới trời lên hả? Ghê thiệt. Ai mà biết nó ra trái đâu. Mệt khế rồi cả nhà. Hôm nay khế chín nhiều rồi.
dịch này cũng có trái cây ăn chứ, có vitamin C. Đó. Không hái nó được. Hôm nay không hái cái mưa nó nó rớt. Đó, đã chưa? Khế ngọt nghe. Khế này ăn mới sướng nè. Nó giòn, nó vừa chín tới nè. Đó. Chưa chắc gì mà mua được. Để em hái hết đi. Rớt rồi, rớt rồi. Chân trên nè. Để em coi, em hái hết thì để nó rụng hết cái nhà. Mưa đó, mưa rụng hết à. Đó, thôi trái này để lại đi. Đây, cây sơ ghi của em nó cũng có bông rồi mà không biết nó có trái cho em ăn không ấy. Em đợi nó ăn trái xong rồi hơi lâu quá. Đã chưa? Cái cây này nó ngã rồi chứ. Rồi. Ủa ông em nó đi rồi, nó mới xây có chút xíu rồi đi rồi, tại cây mưa mấy nay mưa nè. Thôi nó đi rồi. Để em coi cỏ này nè. Trái nè cả nhà. Quả trời. Chín nè. Đó. Trái này để ăn sao đi. Đây nè. Trong này nè cả nhà. Em coi coi còn sót không để nó rụng. Ủa nó rụng nè. Mình ớt nó dễ rụng, bên khế nó dễ rụng lắm. Nó ra trái bông nhiều lắm á cả nhà, mà nó rụng bớt rồi đó. Rồi giờ em qua đây cả nhà thấy không? Đã chưa? Mê chưa? Có một cốc thôi, em hái cốc luôn. Hả? Không sạc trước. Một cốc đỡ ho. Hái mấy trái à. Ủa cây gì mà ra bông quá chừng em? Kìa, mình sẽ lấy cái thùng đó. Hả? Cái thùng đó. Ừ. Cây gì ra bông quá chừng vậy? Hoa lộ biếm. Hả? Hoa lộ biếm mà. Hoa lộ biếm. Hoa lộ biếm à? Ăn được không? Uống thôi hả? Thua như sừng. Còn bí đây ra trái quá chừng nè. Có trái thấy không? Bông mà trái quá chừng. Đây là muốn. Muốn gì lên chút xíu kìa.
Đó, uống đi. Bỏ ly nước đâu? Sao con mang lên? Trời, đỡ ba nói. À, ba cũng tưởng mẹ mang rồi. Thôi. Thôi. Mang lên đi. Ủa nãy con tắt đèn chưa? Hả? Hả con? Tắt đèn phòng chưa? Nói chuyện không dạ thưa hả? Nói chuyện người lớn ba mẹ phải dạ thưa chứ rồi.
xin chào nha. Đây là vườn cây ra trái nè. Đẹp chưa? Ủa cà tím đâu xanh không thấy em hái hết hả? Anh có biết cây cà tím không? Không. Nằm đâu? Học nào giờ không biết cây cà tím đâu hả? Đây đúng hả? À bên đây. Trời. Cao quá. Ăn thôi chứ biết gì. Đây. Cà tím. Trái ra nhiều dữ vậy trời. Anh tưởng đâu nó không ra trái chứ. À, làm lẩu mắm ăn cũng được, không nướng cũng được, nướng ăn cũng ngon lắm, nướng hấp thì ăn cũng ngon. Hồi đó đâu biết, hồi đó đâu biết ăn này đâu. Sau này mới biết ăn. Đó. Cốc nè. Đó là vườn cà tím nha. Đây vườn cà tím ra được bao nhiêu đây trái. Đây cốc ổi. Đây bí nè. Ổ qua. Ra trái nhiều ghê ta. Mấy nay ăn liên tục nó mà vẫn chưa hết hả? Cái đợt này ra trái to ghê. Ừ, đợt này sôi ra trái to mà nhiều quá. Nó phân á, bỏ phân nó tốt. Nàng mới gieo mấy cây cà lại nè. Đâu? Này là gieo hạt nó lên nè. Cà tím à? Cà chua. Quá trình. Mày lấy nấu canh lẩu hôm qua cũng được. Hôm qua dưới hai con gọn gỗ dưới đó. Trái to rồi. Đợt này trái to quá trời. Đợt rồi mới hái này trái to quá trời. Hái cũng 7-8 trái, cả chục trái à. To cả gan luôn á. Đây cái đinh lăng nè. Đó. Đó, cái sàn gỗ này để ngồi trên đây làm việc. Đó. Cây lên tươi tốt không? Cốc luôn. Cốc này mình có làm trái mua ớt. Chứ mua ớt mình ăn. Đó. Hôm nay là thu hoạch rồi cho nên nó lên ít. Khóc khế rồi, khóc nhiều lắm. Đó. Khế rồi. Giữa lòng Sài Gòn nha. Đây là ở dưới, anh đang ở Sài Gòn. Làm một cái vườn rau. Cái này mới thu hoạch rồi, đang lên từ từ. Ở bên đây là chuẩn bị thu hoạch nè. Đó. Đó. Ổ qua. Trái lên. Trong đây có con trái bự quá vậy cha. Cây tươi tốt nha. Ớt nè, ớt ra nhiều lắm nè. Cái gì?
Đó. Nắp ton nha, cái nắp ton. Ớt nè, ớt cá trắng nè. Rau tươi xanh nè. Hello mọi người. Tôi đi Tobi à? Đó. Cái cây này là cái cây đậu số 1 thế giới. Đâu chứ dưa leo đâu. Tự hào đem đến những sản phẩm thực phẩm đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Vô phân lại cây này. Nè. Thương không? Cưng không? Để ăn chép rồi. Nè, ở đây nữa nè. Nè. Bò lung tung nữa. Cái bò. Xả hả? Xả. Đó, đây là dưa leo. Bên đây gầu sống. Đây cải ngọt. Đây cả bơ xanh.